Hả? Cái gì đâu? Từ 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 từ. Không anh nhỏ cái chừng đâm mấy cái chừng. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và nhỏ sẽ đi khám phá đầm mại trắng để cho các bạn xem kỹ hơn về cái đầm mại trắng này. Thì đầm này á, nó giống như là cái cù lao vậy các bạn. Hai mặt giáp sông, nó rất là rộng, nó chảy dài. Đây đánh một cái dòng đằng sau nữa, chạy qua bên kia, cả khu bên đây nữa, dòng hết đây nè. Thì chắc cũng phải cả tuần rồi, hơn rồi đó, từ khi mà tôi quay clip mà có kể chuyện cho các bạn nghe á. Thì đến hôm nay tôi mới ra cái đầm này vào buổi chiều. Bây giờ là buổi chiều các bạn. Thì cái đầm này tôi có đặt mấy cái lú, ba cái, ở bên kia hai cái. Nó giống như là cái cần câu cơm vậy á. Nhiều bạn kêu là đặt bẫy hết cá này nọ, nhưng mà thiệt sự là không có hết đâu các bạn. Đặt cái rủ cá ăn thôi, cái mấy cái bẫy đó cũng không có độc hại gì hết á. Nó không dạng giống như là mình giăng lưới câu cá vậy thôi à. Còn cá đầm này nó phát triển là trồng rau không được là các bạn hiểu rồi. Cá nó nhiều, nó ăn hết bèo á. Tại vì mình trồng rau cho nên là phải thả bèo nhiều đó. Mà thả bèo nhiều á thì cá nó ăn nó phát triển nhanh lắm, mau lớn, mau sinh sản. Đây là chỗ tụi tôi vẫy được con rắn cổ ngựa bự nhỏ ha. Cái sau đó thì tôi làm món gỏi rồng cực kỳ ngon luôn các bạn. Cái kia là cây câu. Mà hôm nay thì mình cũng xin lỗi các bạn là mình cũng không nói về chuyện cây câu nữa. Nhưng mà thiệt sự rồi, bây giờ là cũng là mấy giờ rồi? 6 giờ, gần 6 rưỡi rồi. 6 giờ rưỡi rồi. 6 giờ 25 rồi. Hôm bữa là tụi tôi vô cái chỗ này nè. Thì tôi có... Hôm đó là tôi sợ thiệt luôn á. Nhưng bây giờ trời còn sáng cho nên là tôi mới nói. Tôi sợ nhỏ, sợ lúc đó thì chắc cái nhảy khỏi xuồng nó bơi vô luôn quá. Đây là hai cái lú mà ở đầm mại trắng này tụi tôi đặt nè. Một cái ở đây, một cái đây nè, với một cái ở dưới xuồng của tụi tôi. Hồi nhỏ hồi sáng có gỡ rồi. Đây trên đây trên xuồng còn cá quỷ nè, mà nhiều nơi gọi là cá lâu kính, còn cái vùng của mình thì gọi là cá quỷ. Mặt cái giống như là con quỷ vậy đó, đó. Bự chào bá luôn á. Em thử dỡ lên cho mọi người xem. Không phải là có nhiêu đây đâu các bạn, nó chảy dài lắm, chảy dài xuống dưới nè, dòng qua lên trên á. Nói chung là cái đầm này rộng lắm. Mấy cái lú này hồi sáng có gỡ rồi, cho nên là chạy cũng sắp tối á các bạn, nên là mình muốn quay cho nó rõ các bạn xem ban ngày cho nó rõ. Bây giờ mới 6 rưỡi à.
Tại cái máy quay của mình á, mở chế độ ban đêm á, thì nó sẽ còn sáng như vậy á. Thực sự bây giờ nó cũng nhá nhem tối rồi đó. Gỡ có được không nhỏ? Được không, để anh gỡ cho. Em lấy cái mái chèo á, em ấn nó xuống. À đúng rồi, đây là cái khu mà tụi tôi trồng giống nhút chảy dài xuống dưới nè. Từ từ nhỏ nhỏ ơi. Mấy cái lố này gỡ chứ sáng gỡ giờ gỡ vẫn có cá đó. Hơn cua nè. Con cua nó bò lên trên nè. Nhiều bạn hỏi cái rau nhút này có ăn được không? Thì tất nhiên là mình trồng là nó ăn được rồi. Rau nhút này là ăn lẩu là số 1 luôn các bạn. À, miền Bắc gọi rau gì? Rau rút hả? À, miền Bắc gọi là rau rút. À, cái rau này á mình ăn gỏi, ăn sống cũng ngon nữa các bạn. Cái cọng non của nó á, lúc mà mình tạt bèo là mình rú vuốt cái cọng non mình ăn ngon lắm. U con chuột kìa. Các bạn thấy không, nó bơi kìa, bự ghê không, khoảng chuột không, hai con hải ly tí tí cái đâu rồi, đây. Các bạn thấy không, bự à, không phải con chuột đâu nhỏ ơi, phải chuột không, chuột gì bự dữ vậy. Ở trước hải ly đây cũng có các bạn. Ở cái đầm này á, hồi trước bắt được con cá sấu 40 mấy ký, cách đây cũng vài năm thôi, không xa đâu. Cái đầm này ít người nuôi tới cho nên là chăn với lại rắn nhiều lắm. Bây giờ thì cũng bớt rồi, đã bẫy nhiều cũng bớt rồi, nhưng mà cũng còn nhiều. Đây trên đây là mẻ nhiều rồi các bạn. Cái khu thứ hai có giống như hai hòn đảo ở đây với lại bên kia đó. Các bạn thấy rộng không? Từ đợt cái con cá sấu đó mà bây giờ tôi thấy cái khúc gỗ mà nó hay nho nho lên cái đầm này là nhìn là tưởng tưởng cá sấu không ạ. Nhưng thiệt mà nhiều khi nói ra các bạn không tin chứ ở đây là có bắt được rồi đó. Bên khu bên đây nó rậm rạp lắm. Cái khu ở trên đây nè, nó rậm lắm. Cái khu này tụi tôi là không đặt bẫy thôi chứ đặt bẫy là có rắn nè. Trên đây nè. Tại có hai anh em mà. Thích thì đặt để mình ăn thôi chứ không phải là mình đặt mình bán các bạn. Các bạn nghe nhỏ nói không? Hôm bữa có hai anh chích cá ở đây nè. Thì bị một anh bị rắn lục cắn. Rắn lục nó cắn thì cũng xong luôn đó. Chết luôn đó các bạn. Không có đưa ra kịp là chết á. Rắn lục nó độc lắm. Bị gì nhỏ ha? Xuất huyết não hả? Bị xuất huyết não các bạn. Không đưa ra kịp tới nơi chết rồi. Ha, cái gì vậy?
Đó, các bạn thấy rộng không? Nãy giờ tụi tôi đi cũng xa đó. Mặt trời thì lặn lâu rồi nhưng mà vẫn còn có hơi đỏ đỏ đỏ. Mới tối xuống mà lạnh quá nhỏ ha. Đừng có giặt chân ở trong chân dắt nó bò á nhỏ. Nhỏ gạt trứng ốc. Đó, nó rộng vậy đó các bạn. Đi hoài luôn á. Các bạn nghe tiếng nhái kêu không? Tối mà ở đây nè các bạn, tôi mà đi đi xịt ếch hoặc là bắn nhiều lắm. Nãy giờ đi lâu chưa hết đó. Nhỏ kêu gì đằng sau gì nhỏ? Đằng sau gì? Cây đánh. Sao tối nhanh quá nhỏ hả? Mình mới đi mà đã tối rồi. Các bạn thấy rộng không? Cái này á, các bạn mà ngồi câu cá hay là đứng, ví dụ đứng chỗ này để nhìn lên trên á, hoặc là đứng ở trên nhìn xuống dưới, là các bạn câu cá là các bạn cứ thấy là rắn nó bò qua bò lại, bò qua bò lại à. Hả? Xa quá. Tôi với nhỏ lúc nãy bây giờ là đánh cái dòng ngược lên lại đó các bạn. Không phải là đi đường cũ đâu mà là đánh cái dòng ngược lên á. Là cái đầm này nó có hai ụt ở giữa nè. Đó, coi như là mình đi theo á. Nãy tụi tôi đi bên kia đi xuống, giờ là đi ngược lên. Trời tối rồi mà lúc nãy tụi tôi quên mang đèn đi. Cái gì? Ai gọi?
chèo chèo lên lại đi. Nãy anh thấy trời còn sáng mà. Từ từ cọc nè, cứ từ từ đi em, không sao hết, từ từ thôi, cứ đi từ từ đi, anh đằng sau rồi mà, có gì đâu, anh nhìn thấy em mà, lo cái gì. Kệ người, em cứ đi bình thường đi, anh đằng sau em mà. Có gì đâu sợ. Gì vậy? Có gì đâu sợ. Tại tôi có hứa một số bạn kêu là hôm nay đi khám phá đầm Mã Trắng, nhưng tụi tôi mới đi được một vòng thôi à, mà trời đã tối rồi. Chắc tôi không nói thì chắc các bạn cũng nghe được. Em thấy đường nhỏ. Tối nhanh quá. Nãy còn sáng rồi. Trời sấm chớp luôn ta. Ui trời ơi. Cái con chuột đó mà. Không không, con chuột đó mà. Cứ em cứ từ từ mà trèo lên. Cứ từ mà chèo, anh đằng sau em mà. Tôi đang tính vòng qua bên cây cầu để quay cho các bạn xem mà trời tối rồi các bạn. Chắc phải để lại lần sau. Mà tôi quên mang đèn theo rồi. Từ từ nhỏ chân. Từ từ em, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh em. Sao cứ từ từ em, từ từ em, không 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 không, đừng có chèo cái đó, chèo chèo cho người có lại, thứ từ từ thôi. Được không? Được thì để anh chèo cho. Bình tĩnh em.
những cái con bay bay này là mũi không các bạn. Cái nút nãy các bạn có nãy đi qua, lúc mà đi xuống có thấy đi lên, lúc mà đi lên nó thấy cái bụi mà dừa nước đó các bạn, bụi mà tùm á đó. Đó, ở đó ngay cái chỗ đó là trước là có một cái gia đình, một ngôi nhà ở đó. Tôi không biết là có lên kể tiếp hay không, mà tôi cũng muốn nói cho các bạn biết là lúc nãy đi qua thì tôi không có nói được, nhưng mà đi lên khúc trên thì tôi có nói là bạn là trước đó có một gia đình ở đó, thì sau đó xảy ra những cái từ từ nhỏ từ 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 đó là xảy ra những cái vụ gọi là cả nhà mà gặp những chuyện xui xẻo mà chết. Có nghĩa là không phải là do mà tự mà giết, mà gọi là gặp những cái chuyện mà mất rồi. Sao em được không? Em đẩy cái sao nhở? Không đi chạy. Rồi. Cái gia đình sống ở đó các bạn gặp những cái chuyện mà gọi là chuyện xui xẻo mà cả nhà mà chết hết cả nhà các bạn. Cái đó là tôi được biết đến, mà tôi đi ngang qua tôi sực nhớ ra mà tôi còn sợ. Mà bây giờ là tối rồi các bạn. Sao rồi nhỏ? Xuống cái đi tròn vậy. Cái đấy cô à, sao cứ quay tròn ta? Đâu vậy? Hả? Sao cứ tròn tròn vậy? Thật sự thì tôi cũng muốn kể một số câu chuyện cho các bạn nghe, nhưng mà có rất nhiều bạn comment là nghe thấy sợ, với lại kể ban ngày. Tôi thấy bây giờ là trời tối rồi các bạn. Mà hôm bữa thì tôi cũng nhìn thấy, cho nên là hôm bữa tôi có thấy là cũng hơi, bây giờ tôi nói lại mà tôi nổi hết da gà các bạn. Hả? Đâu? Từ 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 từ. Không có nhỏ cái chừng đâm mấy có chân. Từ từ nhỏ ơi, không sao hết. Đâu? Anh thấy gì đâu? Cứ từ từ thôi. Anh ở đằng sau em mà. Kệ người. Từ em đâm vào cọc bây giờ. Em không có đèn á, chừng đâm vào cọc bây giờ đó. Có chừng gió xuồng nhỏ. Ngồi xích vô chút xíu. Có chân. Từ từ thôi. Có chừng. Hả? Mà
từ từ. Bình tĩnh lại. Nó mang vậy. Cái trắng trắng dưới cây á. Cái gì? Cái gì? Không biết, cái bóng trắng dưới cây á. Mà lên lên nó đứng mất rồi ta. Đi vô. Đi. Đi trong rồi. Móc ra lại nè. Em thấy à? Vừa có cây á. Vừa đi đi qua cái là xuống nó có sườn nó quay đầu á. Kệ 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 đi, kệ đi, kệ đi, anh em mình lên đây. Thôi chắc mình xin dừng video ở đây. Tại vì nhỏ cũng hơi hoang mang rồi. Cho nên là tôi xin dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào tất cả các bạn. Thank you.